Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Bộ tứ Kim Cương nhóm họp dự kiến bàn về sự cưỡng ép của Trung Quốc ở khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong tuần này đã đến Úc trong lúc Washington bận rộn vì cuộc khủng hoảng leo thang với Nga. Theo nguồn tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chiến lược dài hạn của Mỹ vẫn chú trọng vào châu Á-Thái Bình Dương và một cuộc khủng hoảng chính sách ngoại giao tại một phần của thế giới không làm cho Mỹ sao nhãng những ưu tiên quan trọng khác. Trao đổi với các nhân viên tại lãnh sự quán Mỹ, hôm mùng 10 tháng 2, ông Blinken cho biết Washington làm việc 24 trên 7 về khủng hoảng Ukraine, nhưng vẫn chú trọng đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một khu vực mà ông cho là quan trọng trong việc định hình thế kỷ 21. Cả ông Blinken lẫn người đồng cấp Úc, bà Mary Spenny, đều nói một yếu tố quan trọng trong cuộc họp của Bộ Tứ Kim Cương là chú trọng đến việc thiết lập một môi trường khu vực không có sự cưỡng ép, ám chỉ tham vọng bành trướng quân sự, kinh tế của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng với nhau, chúng ta là một mạng lưới trọng yếu gồm các nền dân chủ tự do, cam kết hợp tác thực tiễn và đảm bảo rằng tất cả các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, lớn và nhỏ, đều có thể có được những quyết định chiến lược của riêng mình, không bị cưỡng ép. Vị Ngoại trưởng Úc hôm 10 tháng 2 tuyên bố, Phát biểu trước Quốc hội Úc, bà Penny cho biết sự hợp tác của Bộ Tứ Kim Cương trong việc ứng phó COVID-19 tại khu vực là thiết yếu nhất. Trao đổi với phóng viên trên máy bay trên đường đến Melbourne, ông Blinken mô tả Bộ Tứ Kim Cương như một cơ chế mạnh mẽ để đưa vaccine ra toàn thế giới, cũng như đẩy lùi sự hung hăng và cưỡng ép tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, vị ngoại trưởng không nhắc tên Trung Quốc. Theo nguồn tin, Ngoại trưởng bốn nước thành viên của bộ tứ kim cương sẽ làm việc để thúc đẩy mục tiêu trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng các vị ngoại trưởng sẽ không công bố các cam kết mới mà đợi đến hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo bộ tứ kim cương dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Nhật và tổng thống Biden có thể tham dự. Chuyến công du của ông Biden diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc và Nga tuần tra công bố một đối tác chiến lược không có giới hạn. Đây là tuyên bố rõ ràng và chi tiết nhất của đôi bên để làm việc với nhau và đối phó với Mỹ trong việc xây dựng một trật tự thế giới mới dựa trên sự diễn giải của họ về nhân quyền và dân chủ. Quan hệ Mỹ-Trung hiện ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Bối cảnh hai nền kinh tế hàng đầu thế giới bắt đồng về một loạt vấn đề từ Hồng Kông, Đài Loan cho tới Biển Đông và việc Trung Quốc đối xử với người thiểu số Hồi giáo. Hồi tháng 10 năm 2021, ông Biden nói với các lãnh đạo châu Á rằng Mỹ sẽ mở các cuộc thảo luận về khuôn khổ kinh tế mới cho Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên đến nay, chưa có nhiều chi tiết liên quan được hé lộ và chính quyền Mỹ ngần ngại cho phép các nước châu Á tiếp cận thị trường nhiều hơn như họ mong muốn vì e rằng việc này sẽ đe dọa công an việc làm của người Mỹ. Những người chỉ trích nói rằng thiếu sự giao tiếp kinh tế của Mỹ là điểm yếu quan trọng trong cách tiếp cận của chính quyền Biden tại khu vực, nơi Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.